tám câu trong bài Vọng Bắc Hòa Nam. Thấy đời ta cũng thiết tha, chiến tranh ngoại quốc hẳn hà lụy rơi, bị danh lợi sẽ lợi tình, nghĩa mới tranh giành, xoay sẽ cùng nhau thấy phơi tay mà chẳng núng nào, tranh cùng với đoạt chừng nào mới thôi. Hạ quân lao khổ lắm ôi, tu sao chứ mới được qua đồi trong gai, lo bổn phận thoải thảo ngày trọn vẹn, chừng lập đời không tàn tâm thân, câu quân lý tứ ân chạm dạ, nếu chẳng dình phải đọa đường thang, chừng nào tiếng sấm nổ vang, thức sơn lộ vẽ đến vàng bao thái. Nam mô A Di Đà Phật. Và đó 18 câu trong bài Vọng Bát Hòa Nam tôi vừa ngâm, thì kính mời đồng đạo để mà lên giải nghĩa dùm cho tất cả đạo tràng chúng ta cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý đồng đạo. Hiện đệ tôi mới một hơi nói có khách rồi cũng thoát chạy ra mất tiêu rồi. Bây giờ bữa nay không có ai thì thôi cũng phải ráng kể. Bây giờ mình chiến sĩ mà hả, ra trận rồi bây giờ gặp giặc thì phải đánh, còn gặp Phật gặp chùa thì phải tu chứ, bây giờ làm sao vậy? Chiến sĩ Như Lai mà bây giờ đâu có nể gì, bây giờ bao nhiêu câu giờ cái khả năng hiểu được bao nhiêu thì cũng chia sẻ với quý vị nhiều hơn quý vị. Đức Thầy nói thấy đời ta cũng thiết tha, thấy đời ta cũng thiết tha đó, cái lòng của Ngài đó là thiết là cắt, tha là mài, đau như cắt, như ai cắt ai mài vậy đó, cái lòng từ bi Ngài thương xót chúng sanh như vậy đó. Cho nên là bởi vì sao mà Ngài đau xót như vậy, là vì chiến tranh ngoại quốc hằng hà lũy rơi đó, cho nên là cái lòng của Ngài nó như ai cắt ai mài vậy đó, cái lòng từ bi của Ngài đó. Ngài mong mỏi làm sao mà Ngài dạy cho những cái người này nghe để mà lo tu hành thì không có bị rơi vào cái dòng xoáy của cái nhân quả. Cho nên là lòng của Ngài như như bị ai cắt ai mài vậy. Thấy đời ta cũng thiết tha, rồi chiến tranh ngoại quốc hằng hà lũy rơi. Chiến tranh ngoại quốc là nước ngoài, nước ngoài là lúc đó Âu Âu Châu và Á Châu đánh nhau đó quý vị, mà hồi nãy mình cũng có chia sẻ trong bài Để Chân Đất Bắc á. Chiến tranh ngoại quốc hằng hà lũy rơi là bao nhiêu cái người chết, rồi cái người còn lại thì phải đau xót, phải khóc than. Quý vị mình nhìn ở trên tivi thì mình thấy rồi, chẳng những chiến tranh mà chỉ nạn tai thôi, con người ta khóc thảm thiết chứ không có vừa. Đây cái người cái cảnh mà sanh ly tử biệt ai cũng phải 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 rơi Phật mà còn phải rơi nước mắt ha. Chiến tranh ngoại quốc hằng hà lũy rơi, bị danh lợi xe lơi tình nghĩa, bởi vì Đức Thầy nói là chiến tranh giành giật cũng vì lòng tham, bởi vì do cái lòng tham thôi à, ai cũng muốn mình làm vương làm bá, muốn thống trị tất cả hoàn cầu. Con người khi mà tham cho mình đủ rồi được rồi, cái mình muốn tham cho gia đình mình, rồi cho dòng tộc mình, rồi tham cho dòng tộc mình được rồi mình muốn tham cho cho dân tộc mình nữa, rồi mình lên mình làm bá mình đâu có chịu, mình muốn làm vương làm đế không à, mình muốn làm sao mà mình thống trị được cả nhân loại trên thế giới thì mới chịu cái lòng tham của con người đó. Cho nên bị danh lợi xe lơi tình nghĩa, xe lơi là nó xa xa lìa đi cái tình nghĩa, cái nghĩa nó là cái lẽ phải, làm đánh mất cái lẽ phải đi, cái tình cảm và cái lẽ phải nó không còn giữ được ở trong lòng mình, cho nên bị danh lợi xe lơi tình nghĩa. Cái nghĩa là cái lẽ phải mà là cái tinh thần hào hiệp nữa, thấy người ta đau khổ người ta mình còn phải ra tay mình giúp đỡ nữa, mình cứu vớt người ta. Còn cái này ngược lại, nó đi ngược lại là nó muốn tàn sát hết nhân loại chỉ để cho mình để thống trị các cả vũ trụ để mà mình thụ hưởng thôi. Mà con người đó cuối cùng rồi dù làm cái gì nữa cũng không có đi ngoài cái dòng sanh lão bệnh tử, dù có được đi nữa cũng hưởng có mấy chục năm mà,
mà để cho cái danh mình nó bị mang tiếng xấu đời đời cho hậu thế. Bị danh lợi xe lơi tình nghĩa mới tranh giành soi xỉa cùng nhau đó, cho nên là mới mới tranh giành. Đó. Tranh là muốn đoạt, giành là giật, muốn giật lấy của người khác. Soi xỉa là nói thêm nói bớt. Tức là bây giờ quý vị thấy cái sự ngoại giao của các nước lớn thôi, nước siêu cường thôi, người ta nói trên bàn hội nghị nói rất là hay, và ký kết những cái hiệp ước ký rồi á thì sau lưng họ làm khác à. Đó, cho nên là mới mới có cái cuộc chiến nó sẽ xảy ra. Đó, cái người lớn như vậy đó, cái người mà có cái danh tiếng ở trên thế giới như vậy, hùng mạnh vậy đó, nhưng mà nói rồi cũng không có giữ lời nữa, đừng nói chi là cái người nhỏ. Đúng không? Bởi vì mới tranh giành soi xỉa cùng nhau rồi, lớp khi mà mình ghét cái nước nào đó, cái là mình đi vận động các cái nước khác để mà mình giật thế này thế kia, để mà cho cái người đó có cái lỗi, để mà cùng với nhau để mà mình đánh giết. Cho nên là mới tranh giành soi xỉa cùng nhau, phơi thay mà chẳng núng nao. Quý vị khi mà xảy ra một cái cuộc chiến rồi đó thì cả hai bên đều phơi thay hết trơn à, chứ không phải chỉ một bên đâu. Nhưng mà tới khi mà thắng trận đó, quý vị thấy là bao nhiêu sanh linh chết, cái người thắng cũng bị hao binh tổn tướng, chứ đâu phải là trọn vẹn được đâu. Đó, cho nên là Đức Thầy mới nói là phơi thay mà chẳng núng nao, cái thay nó phơi đầy đồng như vậy đó mà chiến tranh đó. Cho nên là vậy đó, mà không có cái lòng nó không có núng nao, không có núng nao, cương quyết làm cho nó bằng được theo cái ý muốn của mình vậy mà thôi. Tranh cùng với đoạt chừng nào mới thôi đó, Đức Thầy nói là muốn tranh, tranh là giành giật, và mình đoạt là mình chiếm của cái người khác, mình chiếm đoạt của người khác thì chừng nào mới thôi cái lòng tham. Vậy cho nên khi nào mà dứt được cái lòng tham á, Đức Thầy nói chừng nào mình dứt được lòng tham là chừng đó mình dứt được cái phần lớn của sự khổ. Bởi vì cái tham nó khổ lắm, nó lao tâm, nó nhọc trí, làm rồi cuối cùng cũng để lại cho người khác hưởng à, mình không có hưởng được gì đâu. Đó, rồi cũng mang cái tiếng thôi, tranh cùng với đoạt chừng nào mới thôi. Đức Thầy nói là thấy bây giờ cái chiến tranh này nó xảy ra, nó sắp xảy ra nữa, mà cũng cũng vậy thôi à, cũng do cái danh với lợi thôi à, chứ không có cái gì khác đâu. Đó. Mà tranh cùng với đoạt chừng nào mới thôi, hạ quân lao khổ lắm ôi hạ quân. Cho nên tại cái đời nó hạ quân hạ nó sắp hết rồi, cuối cùng rồi, cho nên cái nhân tâm á, nó xuống thấp lắm rồi, cái lòng hung dữ nó lấn lướt cái lòng hiền, cho nên là nó mới làm như thế. Chứ nếu mà tất cả mọi người đều tu á, thì cả thế giới này nó sẽ được thái bình thịnh trị. Bởi vì thứ nhất là biết nhường nhịn nhau, thứ hai là mình không có tham, bởi vì cái của này là cái của thế gian, tham cũng giữ không được. Cho nên do cái người tu có biết suy xét như vậy đó mà mới không có gây ra chiến tranh. Còn cái người không tu thì tối ngày người ta muốn là người ta mạnh được yếu thua thôi, người ta chỉ miễn làm sao mà lấy của được của người khác đó, đó là người ta mới thỏa mãn nè. Hạ quân lao khổ lắm ôi, bởi vì cái đời hạ quân là cái trí tu sau mới được qua đồi trong gai. À, bây giờ thấy tuyệt tình nhân đưa tay hả, thì xin tuyệt tình nhân thông cảm đó chúng ta ha. Bây giờ chắc là tuyệt tình nhân không có chia sẻ cái này mà có ý kiến gì đó, thì để tôi chia sẻ hết luôn đi, rồi cái tôi mời tuyệt tình nhân lên ha. Hạ quân lao khổ lắm ôi, tu sao cho được qua đồi trong gai đó. Cho nên là Đức Thầy nói là người ta chiến tranh, người ta giành giật cái lòng hung bạo như vậy đó, mình thấy như vậy đó, mình phải lo mình tu. Bởi vì cái người tu đó mình không có giành giật, mình còn ban rãi cho cái người khác hưởng nhờ nữa, cho nên mình không có giành giật, cho nên mình mới vượt qua khỏi cái đồi trong gai này. Cái đồi trong gai mình đâu có vào phe phái với những cái người này, cho nên là mình không có chịu những cái khổ đau như người này. Trong gai là cái khổ đau, chứ không có cái gì khổ đau hay là chết chóc vậy thôi. Tu sao mới được qua đồi trong gai, tức là mình đừng có bị rơi vào cái vòng xoáy này, đừng có để ai chiêu dụ mình vào ở cái chỗ này, bởi cái chỗ này nó không hợp lẽ phải rồi. Cho nên mà khi có ai rủ rang mình cũng biết để mình tránh.
mình không có nhận, bởi vì cái điều này nó không đúng. Như vậy là tu là sửa, cho nên Đức Thầy nói phải sửa làm sao đó mới được qua đồ trong gai, tức là mình thoát ra, mình không có bị cái dòng xoáy ở trong cái cuộc chiến tranh giành giật này. Cho nên cái người tu là mình hiểu biết được cái chân lý, khi mà người ta nói ra một cái lời nói rồi, mình biết cái đó là không hợp với lẽ phải, không hợp hợp với lẽ tự nhiên. À, mình lấy của người khác, nó làm cái điều cướp cướp giật chứ không có phải là không không có hợp với đạo lý. Lo bổn phận thảo ngay trọn vẹn, cái này thì Đức Thầy nói trắng rồi đó. Lo mình toan tính làm sao cái bổn phận của mình đó thảo ngay cho vẹn. Thảo đó là tức là mình hiếu thảo với ông bà cha mẹ, với tổ tiên. À, ngay là mình trung, ngay là đây là muốn nói cái lòng trung với đất nước, với đạo pháp cho nó được trọn vẹn. Thì lo bổn phận thảo ngay cho trọn. Chừng lập đời không thẹn tấm thân. À, chừng lập đời thì mình không có thẹn, tại vì mình đường chín 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 để mình được vào dự hội Long Hoa và mình được Phật tiên ban thưởng. À, mình được sẽ được Phật tiên ban thưởng thì lúc đó mình không có thẹn gì trang trải, bởi vì mình đã làm tròn cái bổn phận rồi, mình đâu có thẹn cái gì. Cho nên là chừng lập đời không thẹn tấm thân. Không thẹn tấm thân là khi mà mình không được vào dự đại hội, hay là mình chết ở, mình bỏ mạng mà những cái chỗ mà nó không xứng đáng, thì cho nên là như vậy là hổ thẹn. Còn đây đây là không hổ thẹn. Câu quân lý tứ ân chạm dạ. Câu quân lý á, cái chữ quân là nó bình quân, nó tức là đồng đều. Chữ quân đó là làm đồng đều, mình làm sao mà cái tứ ân đó mình phải lo mình cho nó dạng tròn, gọi là đồng đều, tức là mình cũng làm được cái ân đất nước, ân ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại, gọi là quân, là mình làm sao cho nó đồng đều trong cái bốn ân này, mình làm sao mình đền trả cho nó trọn vẹn. Cái ý ở đây Đức Thầy nói là như thế. Câu quân lý, chữ quý nó, chữ chữ quân nó là đồng đều, chữ lý là cái lẽ thật, cái lẽ phải, bởi vì trong cái bốn ân này đây là cái điều, cái lẽ phải mà Đức Thầy đã vạch ra, đã chỉ cho mình phải thực hiện làm sao đó cho nó được trọn vẹn. Cho nên mình phải ghi khắc ở trong lòng, chạm dạ là ghi khắc ở trong lòng, luôn luôn ghi khắc trong lòng là con người sống ở trên cõi đời này mình không phụ một cái ơn nào, mà mình phải làm cho nó trọn trong cái bốn ân đó. Cái câu này Đức Thầy nói như thế. Câu quân lý đó, chữ quân là đồng đều, với lý là cái lẽ thật, là tứ ân, là bốn cái điều ân mà Đức Thầy đã dạy, mình hãy ghi khắc ở trong lòng để mình cố gắng làm sao mà mình thực hành cho nó trọn vẹn đó. Câu quân lý tứ ân trọn trọn vẹn, chừng lập đời câu quân lý tứ ân chạm dạ là ghi khắc ở trong lòng, nếu chẳng dình phải đọa phải xa. Nếu mà trong cái bốn ân này mà mình lơ là, mình không gìn giữ, mình không thực hiện thì mình phải đọa đừng than. Bởi vì sao? Mình phụ, bởi vì không có tổ tiên cha mẹ mình thì không có mình, không có đất nước này đã tạo cho mình có đủ cái đủ thứ để ông bà mình tạo mình cho cái giang sơn gốc gốc mình thụ hưởng đây, thì làm gì mà mình có được ngày hôm nay. Rồi anh Tam Bảo, không có nhờ trí Đức Phật khai mở trí tuệ cho mình thì làm sao mình hôm nay mình có trí tuệ mà mình nhận xét được cái lẽ điều hay lẽ phải, cái nào hợp đạo lý và cái nào không hợp đạo lý. Rồi cái ân đồng bào và nhân loại, bởi cái sự sống mình đó, mình không có thể tự lực một cách hoàn toàn mà mình phải nhờ những người chung quanh và nhờ cái nhân loại ở trên thế giới này để có trao đổi hàng hóa, người kẻ làm cái này người làm cái kia, mình mới có cái cuộc sống sung túc được. Đó thì bốn cái ân này mình phải ghi chậm chạm dạ và mình thực hiện cho nó đồng đều đó, chứ mình đừng có làm cái này mà bỏ cái kia. Cái ý của Đức Thầy muốn nhấn mạnh ở chỗ này đó. Câu quân lý tứ ân chạm dạ, nếu chẳng gìn là không không có giữ gìn á thì phải đọa đừng than, thì phải bị, bởi vì làm người gì cho trọn mới mới hồng thảnh thơi, còn mà làm không trọn thì không thảnh thơi được. Chừng nào tiếng sấm nổ vang, thì chừng nào tiếng sấm nổ vang thì Đức Thầy cho biết đó là báo. Cái đó là cái gì? Là báo
cho biết rằng là cái chu kỳ hạ quân hạ nó đã hết đó, mà cái cuộc đời hạ quân đã chấm dứt thì chừng đó mình tu cũng nó không kịp nữa. Chừng nào tiếng sấm nổ vang, tiếng sấm này đây là cái sự báo hiệu cái cuộc đời chấm dứt để chuyển qua đời thượng quân. Chừng nào tiếng sấm nổ vang, thất sơn lộ vẻ, đền vàng báo thai đó, có cái đền vàng lộ vẻ rồi, đó là cái thời kỳ thượng quân thánh đức đã khai mở. Cái đó là cái chu kỳ qua, chuyển qua một cái chu kỳ mới rồi đó. Cho nên là Đức Thầy nói thất sơn lộ vẻ, đền vàng báo thai. Thì ở đây thì chúng ta là ở người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo biết cái điều này rất là nhiều, Đức Thầy đã nói rất nhiều chỗ. Nhưng mà ở đây là cái lời chỗ này Đức Thầy cái câu này nói chừng nào tiếng sấm nổ vang là chấm dứt cái đời hạ quan hạ rồi. Rồi thất sơn lộ vẻ, đền vàng báo thai là chuyển qua một cái chu kỳ mới, cái đầu chu kỳ của đời thượng quan thượng. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, qua 14 câu cái sự hiểu biết tôi vừa trình bày xong, bây giờ tôi xin trả mic lại cho Phú Lâm và đồng thời mời một cái vị khác lên để mà đóng góp thêm để cho đề tài được sáng tỏ hơn. Và mời Tuyệt Tình Nhân hồi nãy muốn nói gì thì cứ đưa tay lên ha, Tuyệt Tình Nhân ha.